Rồi, xin chào tất cả anh em chú bác đang xem clip này. Thì trước mặt anh em đây mình có đống đồ cần bán nha. Mấy hàng mình mới làm xong, 5 cái mình giao cho trả đơn cho khách, 2 cái còn lại 2 cái mạch mẫu mới 3 xung nha anh em. Thì anh em xem clip này có cần cái gì thì liên hệ trực tiếp mình nha. Giá bán là mình sẽ ship code không bao gồm phí ship. Đơn hàng là 30.000 một đơn COD nha anh em. Còn anh em mua chuyển hình thức chuyển khoản, mình sẽ giảm giá trực tiếp trên những sản phẩm, cái nào giảm giá được mình giảm giá trực tiếp cho anh em mình mua hàng. Còn cái nào không bao ship là không bao ship ha. Anh em chú ý lắng nghe kỹ nghe gì là cho hình thức mua hàng, hình thức nào mình cũng bán ha. Thì hôm nay có đồ linh tinh, máy móc dụng cụ rồi cũng đa dạng nha anh em. Có thể là những sản phẩm này mình sẽ lướt nhanh. Anh em chú ý lắng nghe và hình thức giao dịch để mình thuận tiện trong giao dịch nha. Rồi, vô vấn đề luôn nha anh em. Hôm nay có một số mẫu chung đồ đồ dùng của Nhật á. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Anh em không anh em mà để trong nhà là cực kỳ sang luôn á. Đây, trước tiên mình bán hai cái mâm này để mình lấy cái thước nha anh em. Hai cái mâm này cầm không đủ mỗi tay nữa anh em. Mỗi cái là 500.000 đồng. Không hề rẻ, nhưng mà một anh em bỏ y như là anh em bỏ ra một lần sử dụng có thể là vĩnh viễn, vừa mà vừa sang mà vừa đẹp. Vừa bền. Nó không mỏng như là hàng của Tàu ha. Không mỏng như hàng ở chợ anh em mua mấy chục ngàn cái nha. Nội cái này không là nó dày khoảng chắc cỡ khoảng tầm ly rưỡi tới 2 ly, tại những bên trong mình không có đo được. Mình sẽ cân nặng kích thước trọng lượng cho anh em xem là anh em dự đoán được là cái độ nó như thế nào. Và nó cuốn mép ở ngoài một lớp này nữa. Bằng inox nó không có xét nha, có thể nó dơ nè, anh em thấy nè. Ví dụ nó dơ trong đây mình không có chà rửa cho kỹ nha. Hàng này là máy insa băng luôn nha anh em. Đây cho anh em xem cái này trước đi. Đó. Cái logo dập chèn nha, chữ Made in Japan luôn nha. Cái này là inox hoàn toàn mà inox nha, cái này là cái hít 500 nè. Đó cho. Cái này là dính dơ nha anh em, nó bị vận chuyển dính kiểu tao quấn băng keo á, nó dính băng keo á về rửa ra nha. Nè. Nó rớt nha. Không. Đó, hoàn toàn bằng inox. Độ dày mình đoán từ 1 ly rưỡi. Và kích thước của nó là khoảng mình cân tiểu ly luôn nè. Ở trọng lượng của nó đo kích thước cho anh em mình xem nha. Cái này anh em cái nhà mà có đám tiệc anh em đem ra là hết tuồn cả lương luôn nha. Dài 36 cm, đường kính 36 cm, rất là dày, chỉ 500.000 một cái ha. Anh em có hai cái duy nhất thôi anh em. Đây, ủ cái này sao mình cân coi được. Để mình lấy cái cân lớn nha. Quên nữa, cái đóng thùng bên kia là hàng cho những anh em yêu thích máy công cụ, hàng pin C4, C5, hàng sức Mỹ, chắc dịch. Cái mùa dịch đó, anh em nó tồn kho, nó lưu kho hợp tới nay đó. Hôm nay nó mới xuất chuồng đó. Để cho anh em xem dưới đây. Trọng lượng gần 1 kg. Chính xác là khoảng 9 lạng rưỡi nha anh em. Cái kim mình nó lệch. Đây nè, 9 lạng rưỡi nha. Đó. Anh em thấy cái mâm mà bơ lớn nhưng mà 1 kg là anh em biết nó chất cỡ nào ha. Này là hàng độc nha anh em, nhà kiểu như biệt thự hay gì để vô siêu sang luôn. 3 tấc 6 là khoảng chưa được 2 găng tay mình. Giá bán là 500.000 đồng. Anh em chuyển khoản mình bao phí nha. Còn code là 30.000 một đơn nha anh em, có hai cái duy nhất như nhau hết nha. Coi thằng này có logo không? Có luôn nha anh em. Này là chung một lọ. 2 cái 1 triệu. Hàng này cực hiếm nha, anh em mà có nhu cầu thì mình mua. Hai cái này là thằng này là của Kai hay gì anh em, nó không in cái này, nó không in mấy in ra bằng 18-8, có cái logo của Nhật thôi. Anh em nào mua nhanh thì muốn lấy cái nào lấy. Coi trọng lượng của thằng này như. Bây giờ thằng này nó khác thương hiệu nè. Có 7 lạng anh em ơi. Quên để ha, 7 lạng thì đương nhiên thằng này là mỏng hơn. Mình tưởng nó chung, nó cũng là inox ha. Cầm rớt nha. Cái này mình bán 400 thôi. Anh em muốn lấy cái nào lấy. Coi như 2 cái 900 ngàn.
kích thước như nhau nha anh em. Đây cái bộ này là coi như là có hai cái mâm nhỏ, một mâm nhỏ và một mâm lớn. Trong đây là có mấy cái muỗng linh tinh thôi nè, còn lại là mấy cái nĩa này coi như là chưa sử dụng. Mã vạch song song với mã vạch 45 với 49 là cũng là của Nhật nha anh em. Mình bán đồ Nhật cho nên mình nhìn mấy mã vạch là mình có thể mình biết đó. Mấy cái nĩa nè, chắc 30 cái nha anh em, 26 cái nĩa và 6 cái muỗng. 6 cái muỗng này hình thù nó cũng hơi độc mà nha. Anh em nhìn mua đồ này về là anh em khỏi phải làm, mua một lần dùng một đời. Dày khoảng 1 ly hơn. Cái muỗng này thiết kế hơi ngộ, không biết dùng gì. Có 6 cái lẻ muỗng thôi, còn bao nhiêu là nĩa. Mình phui thử một cái nĩa cho anh em xem nha. Đồ người ta nó làm rất là dày. Ở này mấy cái sa băng luôn nè. Đó. Rất là dày. Hàng mà chưa sử dụng nha. Bộ này mình bán 2, 1 cái mâm to và 1 mâm nhỏ. Đồ bàn là anh em dùng như thế này làm sao mà hư được nè. Dày khoảng 1 ly hơn. Cái này cực kỳ chắc chắn luôn. Này là kiểu như nó chỉ có nó mạ một cái lớp chống bị sét á. 26 cái nĩa này rất là sang luôn. Đây là những cái muỗng nĩa mà hàng bãi Nhật mình dùng bao lâu nay nè. Tầm 5 năm, 4 năm hơn, 5 năm thì chưa tới ha. Anh em vừa sang vừa đẹp, tỷ lệ hỏng là bằng không nha. Để mình pha uống cà phê hàng ngày anh em. Coi như này 30 cái nĩa đi. Một cái mâm này. Này cũng chưa sử dụng. Ồ nó láng con luôn, nó thấy hình mình trong đây luôn á. Cũng chung cái thương hiệu cái mâm kia nè. Cái ni clip này có thể hơi dài, anh em có thể cái nào không xem thì mình tua qua nha. Đó. Không bị mấy ra băng như cái màu được cái mâm kia. Cũng độ dày, thằng này cũng rất là dày, khoảng tầm 1 ly trở lên thôi nha anh em. Mới tinh keng luôn. Một cái để mình đo kích thước. Cái mâm y nó kêu này là cái dĩa hộp xoài à. Ngang 31. Ôi. Đường kính là khoảng 20 205. Thằng này hết không? Thằng này có hết nha. Cái kiểu nó inox gì á anh em. Có hết ha. Cái này thì anh em có thể dùng cho bếp từ được luôn. Cái nào hết thì mình dùng bếp từ nha. Còn cái này đọc là nghe anh em. Cái này anh em dịch tiếng Nhật ra nó là cái bản kỷ niệm mấy mươi năm á, 1970 nè, dịch ra tiếng Nhật. Hàng này là máy in ra băng luôn. Không phải, có máy in ra băng không đây. Đó, 18 tháng 8 cái logo con gì đó. Stainless steel 40% gì đấy không biết. Không phải 40%, 40C trên M gì đó. Cái này là bằng inox nha. Đó. Cái này rất là sang luôn. Cái này khoảng 600g, tức là 6 lạng. Đó. 6 lạng nha. Còn thằng này thì nó có 4 lạng, 3 lạng rưỡi nha. Rồi trọn bộ như hình này mình bán 1 triệu đồng nha anh em. Đồ của Nhật xài vĩnh viễn luôn. 1 triệu đồng, vượt sang vậy luôn. Rồi cho qua. Rồi mắt kính thì mình cũng còn một ít nha anh em. Hôm trước về mấy chục cái bán còn mười mấy cặp à. Thì cũng có hai loại nha. Một anh em chọn kính đen hoặc là kính trong. Kính này là nó làm bằng nhựa nha anh em. Làm rất là chất lượng chứ nó không điểu như hàng ấy đâu. Hàng của Tajima nha. Nay có được một số ít cái kính này nè. Nó làm ở đây nó có y là cái lớp cao su để bọc cho mình khói bụi nữa, bụi đâu không vô á nè. Còn cái này là nó nè, làm bằng nhựa dẻo. Mình có đeo một cái in Tajima ở đây nha. Nhiều khi nó hết hàng mà cái loại này thì mình giao cái loại khác nha. Dù anh em chọn là kính đen tại vì nó đa dạng mẫu mã lắm, mình không có thể nào mình soạn hết cho anh em được. Ví dụ kính đen thằng này khác nữa nè. Nè, kính đen rộng vàng đeo rất cực kỳ thời trang luôn. Đeo rất là xa, anh em chơi thể thao hay là anh em đi làm nó đeo vô rất là ôm sát con mắt.
ví dụ kính đen này cũng là kính màu tối hay màu đen đi, anh em chọn kính màu đen thì là mình bóc lại hên xui nha, không thể nào lựa được, nó cũng dạng thiết kế ôm mắt nha anh em. Thằng này nó dù kính là kính màu trong nè, kính kính trắng nè, thiết kế cũng y vậy như nhau thôi. Nếu mà tính ra loại thì chắc có thể là trên 10 loại, cho nên không thể nào ấy được. Cái màu này nói chung nó pha màu trông rất là đẹp nè. Cái này là cái thiết kế của nó, nghe anh em, khi anh em đeo vô mắt, vô mặt á thì nó sẽ ôm sát lại cái gọng này, tại nó gọng là gọng uốn dẻo chứ không thể nào, nó không phải nhựa giòn dễ gãi đâu nha. Rồi vô tiếp sản phẩm khác, anh em chú ý coi xem cái nào được thì anh em chốt nha. Cho qua mấy này thì mấy con này thì hôm qua mình có đăng, con này mình để mình dùng nha anh em. Mấy con khoan 7.2 của Thùy Điển, chung mình đăng Zalo thì có khách, anh khách cũng mua hết một con, mình bán là 400.000 đồng con số 6, chuyển khoản mình bao phí nha. Cái này là con khoan nghe anh em, 7.2, mình lên hai cell Sony V3 pin mới nha, dung lượng 2000 xả 10A là đủ chuẩn cho này về xài. Nó sử dụng hai cell nha, cái mạch nó về mình phải làm lại mới sạc được nha, và giá bán là sẽ chưa kèm sạc nha, cái sạc 50.000. Còn anh em muốn mua sạc đâu rẻ tiền thì anh em cứ việc, còn như mình bán như là không kèm sạc. Này nói chung là mình đi mua giùm thôi, mấy cái sạc nhỏ nhỏ này mình không có mua về mà để kinh doanh đâu. Nhiều khi mình mua trên mạng shop khác nó bán 40-50 ngàn về sạc chưa được 1 ampe, nó chỉ 0.mấy ampe sạc, một có 2 viên pin mất một ngày. Cái này rất thích hợp cho anh em xài làm điện tử, sửa xe là mà xịt điện, anh làm ngành điện xe hay là thợ điện là mở mấy cái ổ điện đồ nhựa này nọ có cấp được. Ví dụ con này mình dùng nè, rất là thích mấy con này, con này thì pin nạp đầy chạy rồi, con này điện xấu để mình dùng nè, con này rất là yên, có xây xước ít nha anh em, xây xước ít thôi, cái này mà còn hợp họ bán mắc lắm anh em. 400.000 đồng chuyển khoản mình bao phí. Cái mạch nó mạch zin mình làm lại cho nhận sạc và có mạch nha, lưu ý là hai cell có mạch, còn một cell thì không cần. Con này 14.4 mình bán 350.000, cũng là IKEA, lưu ý con này nó bị mình vệ sinh rửa nó bị mất tem anh em. Con này là mạch số 7 mình bán 350, con này là 14.4 nha, 14.4. Con này mấy con này là của sản xuất Thùy Điển nha anh em, có như có dòng nó sản xuất ở Trung Quốc. Lưu ý là cái này nó có cái mạch 14.4 sẵn, anh em về mua về là anh em có thể tự lắp, còn không là mình lắp cho anh em nha, tại vì cái mạch này không, mình zin mình chưa không đảm bảo nha. Nè cái mạch 14.4 xịn sò luôn, nằm đây vô anh em vô 44 cell đây, muốn mua vô Sony thì liên hệ mình. Anh em mua về cái mạch này mình không đảm bảo, anh em nhiều khi nhiều anh em không xử lý được, chứ còn anh em nếu mua pin mình lên pin mình sẽ đảm bảo, mình làm mạch lại cho anh em là coi như đảm bảo đủ, đảm bảo chạy và sạc xả, tại nhiều khi anh em không có biết ha. Motor còn đẹp nha, quên nữa, mấy con này là motor còn đẹp hết nha. Con này thì mình bán, con này thì mình giờ đăng clip bán nè, có xe sức ít thôi. Con này 350, chưa có pin nha, pin này pin cũ không có chạy, mình tháo cho anh em xem thôi để anh em biết hướng xử lý. Con này là lớp nhựa cao su mỏng ngoài cho nên nó cũng dễ xe sức lắm. Con này dòng tuôn như nó tới 1.400 lần, mình có xem là như nó là 1.000 mấy đó anh em, 1.000, 1.200 nè, dòng tua 1.200. Còn mấy con này dòng tua 400, rất dùng trong rất nhiều việc. Quên nữa, cái đèn pin này là sử dụng 2 viên pin 2A này có hộp luôn nha, có đi có cái túi để đựng thì mình bán cũng là 250 luôn. Hôm trước mấy anh mua lẻ thì mình bán có cao hơn chục 20, anh em đừng có trách nha. Hôm nay tại mình gom nhiều đơn như thế này mình có thể mình bán giảm tí xíu để cho anh em có nhiều lựa chọn đi chung đơn. 250.000 độ sáng 200 lumen, mua một những cái này mình không có bao ship nha, mình quên nói mắt kính với cái đồ linh tinh nhỏ mình không có bao ship nha, mắt kính không bao ship với hình thức chuyển khoản á, phí còn cost là phải 30.000, có 2 mức sáng, 200 lumen, anh em thấy nó rất là sáng xa lắm. Đèn này anh em làm bảo vệ nè, đèn của Tajima thì bóng led nó bao cực xịn luôn, bảo vệ nói chung đi đêm anh em soi ớt soi nhái gì đó. Con này số 8 mình bán 550, mình có lên pin 3 cell BAK xả 30A, dung lượng 2.500, mà hàng mới nha.
con này nhỏ mà đẹp, anh em dùng gia đình hoặc là cả thợ làm công trình nhẹ, ok, nhôm kính rồi đó. Dòng tua 2002 0208 9.6 lên 12V chạy bình thường nha. Con này còn rất là đẹp đó. Có sức tẹp, sức tẹp tí xíu thôi. Giá bán là chưa kèm sạc nha anh em. Sạc thì nói chung là mình sẽ có hai loại sạc, sạc là hai chuẩn 2A là 70.000, còn là sạc 3A có quạt thì là 120.000. Còn anh em muốn mua sạc thường thì 50.000 mình đi mua giùm. Mình không biết bao nhiêu ampe. Có hàng có shop khác, tại vì có shop gần linh tán linh kiện gần nhà mình nữa. 3 sale, nói chung là mua máy và pin mình sẽ bảo hành 3 tháng. Còn anh em mua máy và tự xử lý nha. Còn mua pin thì mình bán kèm theo là mình sẽ bảo hành 3 tháng. Con này vậy chứ khỏe và trâu lắm. Đợi cậu quên cái nút nó nằm đây nha, đảo chiều nằm đây. Điếm vòng được luôn nha anh em. Dòng mở ra nó nhanh hơn dòng máy vào ha. Con này tua vào này. Sao mà mày à, con này này khỏe lắm nha nè. Rồi con này 550 chuyển khoản mình bao phí, mình bốc lộn xộn không theo thứ tự nha anh em. Chú ý xem cái nào hợp lý thì mình chốt, không hợp lý thì mình tua qua nhanh lẹ đỡ mất thời gian của anh em. Quên con này nó dính kèm theo mũi vít, nó bình thường mình cho anh em luôn nha. Còn con này mình cũng đang dùng, họ cho kèm anh em lỡ gắn đây là cho em kèm một cái mũi vít Mỹ 20.000 này. Con này Panasonic 850 kèm quả pin chưa kèm sạc nha anh em, cứ việc chọn sạc. Nói chung sạc mấy quả pin này thì anh em mua giờ sạc 2A và anh em có sạc rồi thì thôi, 850.000 chưa kèm sạc, máy pin bảo hành 3 tháng. Con này rất là đẹp, 12V nha, lên lõi VTC C4 tháo khói nha anh em. Mình lên cái cục này là cục pin này giao cho thằng khách, sau tới nay nó hơn 10 bữa nó chưa lại lấy nè, mình bán nè, mình bán cục pin đó. Lỗi C4 nha. Hàng tháo khói nha anh em. Hàng nào ra hàng đó nha. Con này là nói chung là cực trâu luôn á, hàng còn đẹp. 6501. Say xước là phải chấp nhận thôi nha. Tội tình gì phải mua mấy con Toto hay Hukan này nọ làm gì? Bao anh em xài từ 3 năm chưa nhúc nhích. 850.000 chuyển khoản bao phí cho kèm mỗi dít. Mã số 5. Con này là con không than, mình bán thân máy là 750.000. Con không than nha. Panasonic mã là EZ7543BL motor. Tay ngang Panasonic nha. Cái này là quả pin mình đóng cho khách thôi, mình lấy mình test. Còn anh em nào nếu mà có chưa có pin, muốn mua pin thì liên hệ mình. Ví dụ như cái vỏ pin này mình mua nè, đồ vào ngoài bãi nó bán 150 cho tới 200.000, mình mua chung luôn thì nó được rẻ tí xíu á. Ví dụ anh em lấy luôn cái vỏ pin này là thì là một thằng sale ha, mình là 150.000 cộng vào. Thì anh em muốn lên pin Sony của mình là mình tự lên cho anh em luôn, thì mình cộng tiền mạch. Cái này mình ghép mạch và mình sẽ lên sale là 21700, 4 sale là 4A. Lên Sony hoặc Samsung nha, xả trực tiếp anh em dùng nó mới tê. Này là vỏ một thằng sale nha. Còn này vỏ hai thằng sale này mình của khách, mình test thôi. Cái này là 14V thôi chứ nó mạnh như 18V nha anh em. Nó có 3 cấp số này nữa nè. Anh em nghe tiếng rít của nó là anh em thấy anh nghe thích luôn á. Có nhược điểm mấy thằng Bana hay là cái lớp mỏng cao su ngoài nó bị dễ bị say xước lắm. Nè cái lớp này anh em thấy cái tem nó vẫn còn y thinh là mình còn chưa bung chưa tháo nha. Đầu cổ là cứng ngắt. Trăm con như một hình như Bana về nó cà tem hết. Hình như thân cái mấy thằng này nó như chạy hai dòng pin 14, 18 thì phải. Như mình ấy 14 đi. 14 là mình thấy đủ khỏe rồi. Mấy con Makita mà cỡ tầm ngang tầm 14V là đi sau mấy thằng Panasonic luôn anh em. Tất cả các loại hình như là từ vít cho tới bu lông luôn. Makita chỉ được cái thương hiệu thôi chứ không có được cái gì, cái chất lượng về cách về sử dụng thì nó thua mấy này nữa, kể cả Hitachi nữa. Thân máy 750.000, anh em muốn mua vỏ pin thì cộng 150.000 vỏ một thằng sale, còn muốn đóng pin thì mình sẽ đóng cho anh em vỏ lên cho anh em 4 viên pin 21700 Sony hoặc Samsung, tính tiền và tiền mạch ghép và muốn gắn led y như thế này luôn nè anh em. Đó mình đưa cái giắc sạc ở đây gắn led lên vỏ này, cục này mình lên ta 600.000 đồng rồi. Tiếp theo là con này là con
Black Decker bán 500 chỉ khoảng bao phí. Cái này là giỏ zin đó, bây giờ là con này đẹp lắm nè, giỏ zin pin niken thì mình bỏ nó đi nha, tính cái giỏ thôi, đừng có tính giỏ cái pin nha. Hàng này còn đẹp nha nè, chưa vệ sinh luôn. Con này lực nó khỏe lắm nha, một dòng tua 29 27 lực 120 newton. Con này con có than nha, con này còn đẹp chưa vệ sinh đó, vệ sinh ra đẹp lắm. Anh em vô được 3 cell 217 nha, mình có coi cái giỏ nó rồi, vô được 3 cell 217 là dung lượng 4 ampere, anh em dùng chán chê của tình luôn. Lấy cái cơ mấy con này là nó mạnh lắm nha anh em, 500.000 đồng mớ lận chưa dọn luôn á. Nhìn motor như thế này là mình biết là nó pin nó còn giống nhất. Mã số 4 500. Rồi mã số 5, con này số 3 đi ngược nha. Con này súp căm bắc, con này hàng siêu lướt 90% 95%, và một kèm một quả pin chưa sử dụng lỗi mạch. Buồn cái là lỗi mạch thôi, nhưng mà thôi là lỗi mạch, mình sẽ ghép mạch vào cho anh em xài sạc adapter. Cái sạc của nó không mà được 800.000 đồng, cục pin mới keng sven luôn, 4 ampere, pin này như chưa sử dụng luôn nha anh em, nó mới nè. Nhìn cái đường ray là anh em biết nó dùng chưa hay không dùng rồi, có điều nó lỗi mạch nha. Đây mình mở cho anh em xem luôn, pin mới căng bét luôn, để thử máy trước đi nha. Còn con này anh em mua mình sẽ máy và pin mình sẽ bảo hành 3 tháng luôn. Quên nữa, cái lỗi khuyết điểm của nó là nó bị rớt, bị cắt nhẹ lên tí xíu. Con này anh em lên mạng anh em tra đi, lực nó là 300 newton, nhỏ gọn trong lòng bàn tay anh em. Nó có cũng là đời sau của cái máy này nữa, nhưng mà nó dòng khác, nó không phải là súp compact, có thể lực nó 500 newton, giá nó bằng nhau hoặc có thể rẻ hơn thằng này. Thằng này là cỡ siêu nhỏ gọn đó. Con này nói chung cái thiết kế rất là độc đáo nha anh em. Búa âm mình có hai con này là con thứ ba mình bán hết hai con rồi đó. Cái này mình bán kèm theo quả pin này là 2.800.000 đồng, chưa có sạc nha. Mình sẽ ghép mạch lên y như thế này nè, trên xài sạc adapter như thế này nè, cho anh em có led luôn. Cái này là giỏ của mình để test máy nha, mà để mình test đó. Nó là 3 cấp số và 1 cấp tự động. Thấy nó vậy đó, cái tua nó như thế này đó, anh em vô tải bắn vào những con lực 300 newton cỡ như Makita là không mở nổi nha. Anh em cứ việc về mà thử, anh em bắn vào cái con này lực 300, lực 300 của thằng Makita dù tây đúp như 285 đó, anh em bắn vào thằng Makita mở ra không ra nổi, không ra nổi nha. Khi anh em ấy vào cái chế độ tự auto tự động á, đây thì anh em sẽ khi mà mình siết vào á, nó sẽ vừa gõ 1-2 búa nó sẽ bắt đầu nó ngưng. Cái này mình không có thời gian để test thực tế nữa, con này đẹp quá, 3 cấp số. Khi mình muốn mà kêu vô cấp mình nâng lên mức số 3, nó giọng đùng đùng luôn. Hàng đẹp luôn em, mình có dán tem sẵn, anh em nào mua thì mình sẽ bảo hành 3 tháng luôn, hàng zin nha. Còn cục pin thì mình mở cho anh em xem nó độ mới nó cỡ nào. Có điều là mấy cái mặt pin này đó, nó lưu kho ốc nó còn 7 màu và còn siêu luôn, nhưng mà nó bị lệch áp, mình cân lại nghe chứ không có kích. Pin nó căng đét mà nó lệch áp, không biết sao là nó khóa mạch luôn á. Cục pin mới chát luôn nghe nè. Con ốc nó cũng còn 7 màu nữa. Ví dụ như mở mấy con này nè, anh em mua mấy con này anh em mở có cấp được, anh em dặn không bao giờ hư. Được cái kém hãng nó hơn. Bây giờ không biết nó sell gì luôn, sell nó kiểu như là sell gì mình không hiểu. Hàng này hàng Mỹ thì nên em yên tâm về cái chất lượng sell. Kẽm mới chát. Rồi cái kẽm nó 0.25 á anh em ơi, rất là dày và đẹp. Bóng keng sven seal siêu đẹp luôn, vỏ cũng siêu đẹp luôn. Cục này nè anh em mua hãng là khoảng 1 triệu là không thể nào mua được, 1 triệu là không thể mua được nha anh em. Mình sẽ ghé bỏ cái mặt này, tại vì mình giờ mà mình câu qua trực tiếp nè. Khi anh em mình quay xong là mình phải xả mặt ra nha anh em, chứ để nhiều khi nó diệt pin đó. Mình nói trước, mình sẽ làm cho anh em y như vậy.
chưa kèm sạc nha. Thì anh em mua cái sạc, nếu có sạc rồi thôi, còn chưa có sạc, con này có giá trị thì mình tính thêm 100.000, 120 tính 100.000. Mới kèm sạc đang chưa? Nhìn cái vỏ, cái cục pin này. Con này anh em về mà dùng không ghiền nữa thôi luôn á. Rồi 2.8 triệu, một vỏ pin 4A, mới kèm sạc đang y cây máy luôn. Rồi tiếp theo. Đứng ngồi cái nó chùm ấm, nó mỏi giò luôn á anh em. Con này mình bán cho anh em một cái máy Miyuki. Con này là chuyên rút lõi. Hôm nay có hai anh so tài nè. Nhưng mà thằng này nó đẳng cấp, nó còn full xa lắm nha anh em. Còn thằng này cũng chuyên rút lõi nè. Kèm theo là một cái quả pin 2A thôi. Pin cũng mới luôn. Nhận sạc nha. Mình nạp đây rồi nè. Pin 2A nó sử dụng lõi Samsung 20R. Anh em đang dùng những quả pin chính hãng ở Việt Nam này, anh em lọt ra từ Samsung đổ về thôi chứ chưa được tầm Sony bao lâu nay mình bán cho anh em đâu. Con này thì độ mới nó còn khoảng 80%, nói chung thì nói tệ quá thì không đến nổi, nguyên zin luôn nha, bảo hành 3 pin nhà máy 3 tháng. Còn anh em muốn mua pin 8A vỏ 217 không, mình có bán luôn 300.000 đồng cho một cái bộ vỏ và tiền sale tính riêng. Nếu muốn lên đặt đóng lên 8A hay 12A mình có đủ cho anh em. Còn thằng này có kết nối wifi nữa nè. Có 3 cặp số nữa. Mấy cặp tự động, mấy cặp gì đây không biết. Cặp số 1. Và có 10 máy cặp được. Và một khoang búa nha. Anh em nhìn kỹ là ngoại hình nha, Miyuki. Cái này nó bị cà tem anh em, chúng mình không có rảnh để cà nha. Cái này nó bị cà tem. Con này mình bán là máy và pin chưa kèm sạc nha, 2 triệu đồng. Anh em muốn lấy thân máy thì 1.650.000, cục pin này 350.000. Nội cái tiền mạch ở đây, mạch ở Trung Quốc nó ấy, nó bán là hết 150 nha. Còn cái vỏ mình chưa tính nha. Thì dung lượng pin này mình nhỏ, mình có đo rồi mình quên, như là chưa sử dụng thì phải, 1.900 hay nhiêu. Con máy test mình có đầy đủ nha, cho nên chất lượng pin bao nhiêu ampe mình biết rõ nha. Và một điều đặc biệt là nhiều anh em nha, người sử dụng không biết cái chức năng này, cứ nghĩ rằng nó lỗi, kể cả người bán nữa, là cái chức năng nó khác ở thằng Makita. Là anh em biết sao, ví dụ anh em đang chỉnh cấp trường này đi, ví dụ này mình đang để số 6 nha, chụp nè, là anh em nghĩ nó lỗi không phải không? Nó cảm biến ngắt lực chứ không phải là lỗi. Thay vì dùng những con Makita hay là những con tích cấp được, đúng không? À, mình chỉnh chế độ quang ông ơi. Ví dụ anh em thấy không, cấp được, thằng này kia được, nó được. Còn thằng này là nó ngắt cọt, không cho hoạt động nữa. Đó là một cái sự đi trước của thằng máy nha. Anh em xài công trình, anh em xem Miyuki The Watt là anh em không bao giờ sai lầm. Có cái là nó không, nói chung là tùy sở thích của từng người thôi, chứ mình không có phổ biến cho ai dùng cái sản phẩm nào hết. Con này khỏe hơn mình con Makita là nhiều. Giá bán là 2 triệu đồng. Mã số 1 nha. Mình để lộn xộn anh em chú ý lắng nghe nha. Con Makita này mã số 2, thân máy là 1.750.000, chưa kèm pin nha. Pin thì rất là đa dạng, nhiều anh em cũng rất có, là còn muốn đóng một quả pin Sony thì anh em liên hệ mình. Này là thân máy 1.750.000 nha, chuyển khoản mình bao ship. Con này thay vỏ anh em hỏi mình bán một cặp với một TD170, mà một TD170 thì khách mua rồi, mua lẻ bán rồi. Con này hôm nay mình đăng lại, hỏi anh bán cặp 3.500.000, thằng kia bán 1.750.000 rồi. Còn lại này 1.750.000, con này cũng là chuyên này rút lõi nè. Cái này cái vỏ TD như nó là FBH10 14 hay gì anh em ơi. Vẫn bảo hành cho anh em tháng 3 tháng luôn nha. 3 chức năng. Đó, có 2 thương hiệu, anh em cứ việc cho mà chọn thôi. Con này là thân máy, cái này lên vỏ nha, lên vỏ hãng hết. 1.750.000 chuyển khoản bao phí. Có 2 con máy hàng. Rồi xong cuối cùng là mình sẽ đi bảo thằng Sony. Có 2 cái sạc. Cái sạc mình mới về 2 cái mình bán. Con này thì mình bán 600.000 đồng. Cái con sạc này mình mua sử dụng bao lâu nay, mình lên điện 220 rồi nha anh em. Con này đó mình mua đắt lắm, tại vì đó nó nằm trong hộp, nó mới tinh nè, mình để ngoài bụi thôi chứ không có gì.
sạc RC sạc 9A, sạc anh em dùng gì sạc Zin Makita thì dùng nên dùng nếu anh em dùng thường xuyên thì anh em nên ghim điện 100V nhé, anh em dùng ít thì ghim 220 để bảo quản cái biến áp này, nhiều khi nạp liên tục quá biến áp nó Zin của nó thiết kế có 100V nè, nó làm dư công sức cho mình dùng 220V trong một thời gian được, nhưng mà anh em dùng liên tục thì nó sẽ bị cháy biến áp nha. Cái đó là lời khuyên của mình, anh em thì muốn xài sao xài RC sạc chip sạc nhanh nha. Chúng tốt lành gì tại mới lượm được hai con bán cho khách một con, mình còn con này chưa lên dây nữa nè, cho nên mình bán ra để mình cái này mình dùng con cũ này, nói chung là mình chết hay không sống hay chết thì mình xử lý được có những con này, cho nên mình bán cái con dùng con này 600.000 đồng. Rồi hàng hot hôm nay là cho anh em là cái sản phẩm này để dẹp bớt này nè. Giá siêu đẹp luôn, hàng siêu hot, chưa bao giờ hết hot. Rồi khui hàng luôn, khui hàng luôn anh em khui hàng trực tiếp với mình á, chứ mình nhìn mua về mình chưa khui luôn, nhưng mà mình cũng có xem trước hình ảnh qua người bán rồi nè. Steel hàng xuất Mỹ, hàng này chắc đợt dịch đó, nghĩa là mình đoán là như vậy thôi chứ chưa chính xác nha, có thể là đợt dịch nó không quái được á, suy thoái kinh tế cho nên nó còn lưu kho lại, hàng còn như còn siêu luôn đó, ông ơi nè, còn siêu luôn nha, cho anh em xưa cho sướng không á, lưu kho đến nay nó mới xuất kho nó bán đó, không phải ấy đâu. Anh em đang dùng những quả pin này là anh em sử dụng là ngang tầm tuổi châu Âu á hoặc là Nhật Bản, chứ còn ở Việt Nam anh em mua quả pin tiền triệu lọt ra chỉ còn là Samsung thôi. Anh em đang dùng thử, anh em lọt thử coi phải không, dữ lắm là Samsung 25R là lên 5A, từ khi pin kể cả Makita chính hãng ở Việt Nam luôn, dữ lắm Samsung mà, tại vì mình có lọt những cái quả pin mình khách thay á, Samsung không à, từ khi mấy con khoan nó nha anh em, để gặp những loại pin Sony này anh em phải từ khi hàng sách tay từ nước Nhật về mới gọi là mới có pin lỗi Sony cho anh em dùng. Khoan cái lớp nhựa cao su nó đóng siêu trong đây anh em. Wow, cực kỳ chất lượng luôn anh em ơi, hết nước chấm luôn. Lỗi này là lỗi 2, hôm nay mình về hai lỗi nha. Bên đây là C4, VTC4, căng đét luôn, mới gần như tuyệt đối luôn nha anh em. Cái này là anh em khỏi chê luôn, kẽm chưa hàng chì, ủa hạt kẽm chưa hàng, đúng là chưa hàng chì vào mạch luôn. Cái này là cái dây kết nối tín hiệu của nó. Nó sử dụng cho cái thiết bị tiêu gì nè, anh em gõ gút gòn sẽ ra, chưa có mạch nên đâu có đèn đâu ha. Đảm bảo 100% chưa sử dụng, như thế này nhìn thôi cũng đủ biết rồi nha. Một khối như thế này là 30 cell đúng rồi anh em. Này là một thùng 9 khối là tương đương với 240-270 viên trong một cái thùng như thế này. Anh em này về tách ra là được lấy được 2 khối 5S 30 xe như thế này. Chảy ke luôn nha. Nói chung bây giờ nội trở thì anh em khỏi phải quan tâm đi. C4 này xả 30A ha. Xả 30A, anh em dùng đóng chỉ cần hai hàng xe 4A, anh em dùng nó mát pin, nó kéo dài thời gian sử dụng như 4.5A hoặc 5.0A so với những cái thương hiệu pin khác. Tại vì xả khi anh em sử dụng xả mà kiểu xả dòng cao á, nó không có ảnh hưởng tới pin nhiều, pin nó mát, thời gian sử dụng của anh em nó sẽ dài hơn, khi mà pin nó nóng thì dung lượng nó sẽ giảm dần, y như là anh em test pin á, test dòng 10A 20A nó nóng pin lên, đương nhiên dung lượng không bao giờ đạt được 2000, họ vậy mà nói ví dụ vậy ha. Đó là
đặc điểm đặc ưu điểm của pin xả cao. Pin này thì không dùng thì nó lãng phí quá, anh em dùng rất là sang luôn, giá là chung rất Việt Nam. Giá cho anh em hôm nay là C4 35.000, còn anh em mua một khối như thế này là 30 viên, với điều kiện chuyển khoản mình giảm đi cho anh em là 2.000 đồng chuyển khoản nha, tương đương thì là khoảng 990.000 tự trả ship nha, mình giảm đi 2.000 một viên là anh em biết là cũng khoảng 60.000 cũng dư tiền ship về ăn tô phở rồi, cho nên đừng yêu cầu mình bao ship nha. Lưu ý là C4 giá lẻ nha, mình tháo, nếu mà anh em mua lẻ 10 viên 5 viên mình sẽ tháo ra cho anh em là 35.000, còn mua một khối chuyển khoản còn 33.000, mua hai khối giảm tiếp cho anh em 1.000 nữa còn 32.000, mua khối nữa giảm tiếp cho 1.000 nữa là còn 31.000, mua khối nữa giảm cho 1.000 nữa là coi như 4 khối là 120 viên, lại như còn nhiêu tiền 30.000 chưa anh em, 33 32 31 đúng rồi, mua 4 khối còn 30.000 à, bao xịn chưa, có 30.000 bạc mua dùng lỗi Sony C4 luôn, là phải điều kiện như mình đã nói nha, để khỏi phải nhầm lẫn nha. Còn lẻ là 35.000, pin này thì đúng anh em, nó rẻ như pin lithium bên Tàu à. Bên Tàu nó bán 30 mấy ngàn lithium chứ bên Việt Nam có 20 mấy 30 ngàn à. Tính ra anh em 100 viên thì tương tự như pin lithium mới, rồi anh em dùng sẽ thấy khác, sự khác biệt rõ ràng liền. Thứ nhất là độ bền, thứ hai về dòng xả của nó là nó kéo như là trâu kéo xe vậy. Anh em chú ý cái khuyết điểm với ưu điểm đó nha, để mình mua hàng cho đi giao dịch cho nó ấy. Và không bao ship nha, giá đã giảm trực tiếp trên sản phẩm thì anh em thấy không mua thì anh em mua cái gì. Rồi anh em đừng quên chào nhau bằng cái một cái like nha anh em, để anh em tiếp cận những sản phẩm này là anh em xài rất là sang luôn. Nếu anh em muốn đóng pin như đóng pin vỏ mạch mình có đủ, và mình sẽ dùng ví dụ như pin 35.000 thì anh em đóng 18V đi, tiền vỏ mạch với tiền công tiền bảo hành coi chừng như là khoảng 200.000 nữa đi, 35 có 550.000 một khối pin bảo hành 3 tháng, đó 550.000 cho một khối pin 18V, 14V thì cứ như bớt lại 2 cell, vỏ mạch 14V, mạch 14V nó đắt hơn nữa, thêm tiền bảo hành nữa, chứ không ai bảo hành chùa đâu nha anh em. Mua nhanh chốt lẹ nha, không có nhiều đâu. Anh em nào mua cứ mua như thế này, mua khối về trữ đi, 5 năm sau dùng vẫn còn được, chưa chắc gì 5 năm sau anh em cầm số tiền này anh em mua được. Clip này hơi dài quá nha anh em, đồ linh tinh nó nhiều. Thằng này mới gọi là giữ nè, nó cũng dạng như nó chỉ thua 5D với thua 5D thôi chứ không thua ai hết ạ. 5A VTC 5A xả 35A dung lượng 2006, cái này anh em đóng kích đề là bá phát luôn, kích đề ô tô, còn máy công cụ thì bỏ túi, máy công cụ từ hai hàng là anh em xài rất là mát. Quên mình chưa nói cho anh em nữa ha, anh em mua pin mà mình đóng á, mình sẽ làm mạch lại để đảm bảo, thứ nhất là về chịu tải, cái thứ hai là anh em sử dụng máy tải nặng không có chuyện nổ phét. Đã rất nhiều trường hợp mua mạch của mình bị nổ phét, và mạch khi anh em vô tải nặng mạch nó nóng rang, mạch nó tự ngắt chứ chưa tới kịp pin ngắt đó nha anh em. Pin xả cao là không thể ngắt, mạch nó ngắt trước pin, mạch 60A, 65A, 80A cũng ngắt luôn. Tại vì lý do mạch nó kiểu nó gia cố mạch công ty nó in nó làm á, nó chưa có kiểu như làm theo hàng lọt mà chưa có gia cố theo kiểu chưa chắc chắn á. Khối này là khối VTC 5A. Phải không ta? Ra sao lại C4 này ta? Cái này lại là ông C4. Để mình coi cái thùng lại nha nè. Rồi lại mất thời gian tí xíu nữa. Để mình khui lại thùng. Không nhằn lại. Thùng.
xuất Mỹ nha, chứ không phải là hàng thường nữa. Anh em xài những quả pin này mà mình nói rồi là anh em sang những mấy châu Âu xài đô la vậy đó, chứ không phải chơi đâu nha, đó là điều thật sự đó. Đa phần nhiều anh em chưa được dùng Sony, dùng Sony rồi anh em dùng nó khác một trời một vực. Cái này là cảm nhận của khách. Còn siêu luôn má ơi, quả này nó đẹp quá anh em. Để mình coi nó có vỏ có in mấy ampe không để mình biết mình lột ra hay là người ta giao nhầm cho mình nữa thôi. Rồi khui tem, cái này là mình khui với anh em luôn chứ mình chưa khui nữa. Cinema giá thì nó có trên lệch ngàn dung lượng tăng lên, dòng xả nó tăng lên thì chơi thằng nào cũng khỏe hết. Tất cả đều còn siêu hết, anh em mua về như thế này về tự gửi cho nó sướng. Ồ đây nè, hai thùng 5A nằm dưới, cắt kè con thè lè BTC 5A. Hàng như thế này anh em về tự gửi đi, hoặc anh em chưa sử dụng thì anh em cứ để y thinh như thế này, bao anh em dùng 5 năm sau vẫn dùng được nha. Cởi như 5 hay 5 sau thì tiền tệ nó tăng giá, nhập chưa được giá này đâu, thiệt luôn. Mình cũng nói chung làm bán mình phải xây dòng rồng vốn, thứ nhất là cũng như để sản phẩm nó đến tay cho anh em sử dụng nó chất lượng. Và sau này anh em ấy, còn những anh em thợ thì mình chung mình với những người dùng mà bao lâu nay xài những cái pin tổng kho đó, bỏ cái tư duy mà ngon bổ rẻ đấy nghe, mua mùa ở pin 15 cell nó bán cho 300-350 ngàn về vứt nha. Anh em nghĩ pin nó làm bằng cái gì mà bán cho mười mấy hai chục sao pin có 300-400 ngàn? Cái mặt đâu, cái vỏ đâu, toàn là cát bên trong thôi. Cái kẽm đó nè, ù bà nó làm anh em về tự tháo, anh biết biết thấy nó chất lượng nó liền à. VTC 5A xả 35A dung lượng 2600, cái này mình chưa lọt cho nên mình khỏi đo nội trở, nói chung là bao dung lượng đi, quan tâm nội trở thì vui lòng bỏ ra. Chuẩn chưa anh em? Đẹp tuyệt đối luôn, hàng còn siêu chưa, hàng mập. Anh em muốn mua lẻ thì mình tháo ra dẫn giá lẻ là 45 ngàn, cũng như là anh em mua khối vậy 30 viên nhân cho mình giảm đi 2 ngàn, thêm khối nữa giảm cho 1 ngàn nữa, khối nữa giảm 1 ngàn nữa, với điều kiện chuyển khoản mới giảm nha, còn không mua lẻ thì không có giảm đâu. Mua code không giảm được. Mua code hả? Anh em mua code thì mình một khối như vậy mình bán cho giảm cho anh em 1 ngàn, còn mua chuyển khoản giảm cho anh em là 2 ngàn. Trong chuyển khoản thì giảm được 60 ngàn là cũng như dư tiền ship cho anh em luôn. Uống cà phê ngồi nhâm nhi luôn, ngủ bạn bè luôn, bao bạn nữa. Rồi giá bán như mình báo nha anh em. Nhiều quá, để mình lúc nhanh qua đi. Có 2 thùng rồi, anh em tranh thủ mua. Không mua nó lãng phí lắm nha anh em. Về dùng đi rồi anh em sẽ nhớ tới mình hoài. Lưu ý ha, giá bán lẻ là 45 và 35 ngàn C4. 5A là 45 ngàn, thằng nào cũng giá trị rất là cao, giá trị sử dụng rất là cao. Như mình đã nói nha, anh em mình nhắc lại cái vụ này. Ví dụ anh em mua một khối chuyển khoản thì mình giảm cho 2k, một khối 30 viên nhân ra tiền. Còn anh em mua khối C4 thì 30 viên cũng nhân ra tiền là 33 ngàn, với điều kiện chuyển khoản, tự trả ship. Mua code thì mình linh tinh nhỏ thì mình không có giảm, mua một khối thì mình giảm cho 1 nghìn. Đó, mua 100 như nãy mình đã nói, mua như là mua trên 4 khối 120 viên là còn có 40 với 30 à, không ta? Không, như nãy mình đã nói đó, mình giảm dần đi, còn như là mình chỉ kiếm cháo thôi. Anh em là người đi đóng giao cho khách là anh em là người mới có cơm nha, và bảo hành cho khách nữa. Còn anh em muốn đóng khối như thế nào thì anh em liên hệ mình. Rồi qua mấy ông nội này. Rồi, vô. Đây, nhân vật chính, dài quá. Cái này là mạch tàu mình hởm rại, mình còn con mình chưa bán, hôm nay lôi xuống nè. Mình sử dụng cái mạch mới của Bảo Anh, mạch cũng là mạch dạng mạch led, mạch led đời mới người ta tăng chứ mình không có tăng giá nghe anh em. Thì giá tăng cũng không có đáng kể bao nhiêu, 50 ngàn chỉ bằng một bát phở. Thì anh em cứ mà nghiên cứu, mình hàng máy hàng của mình bán thì chung rất là nhiều rồi,
thì anh em sử dụng là coi như là tỷ lệ phản hồi của anh em là tuyệt đối không có cái sự mà coi như là coi như là không hài lòng là ở chỗ nào hết á. Điện áp mà mình muốn quấn bao nhiêu anh em dùng điện áp ở khu vực điện áp thấp mình quấn theo kiểu điện áp thấp cho anh em. Con này hai xung nè, mình sáng giờ mình đi bãi mình không có hàng, mình hàng mới có 103 mối nè. Này nó đếm số dòng, đếm số lần mình nhắn hàng luôn ha. Thời gian. Cái này cái xung thứ nhất mình để cho 20A là dòng điện chạy qua của pin đó. Thời gian qua xung 2 mình để 10 tức là 01 giây nó dập hai xung liên tiếp, mà xung thứ nhất ví dụ 20 nó dập một cái là mềm kẽm trước, vô xung thứ hai là mới rồi là chắc kẽm. Thời gian. Anh em không biết mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Xung thứ hai là mình để 45 ampere. Cái này giá bán là 2 triệu đồng. Và lưu ý, thôi cái này là mình lưu ý cái này thì mình cộng thêm 50 ngàn. Là lý do cộng là này là cặp kim hàng của Samsung. Hàng xịn mình mua 50 ngàn để mình dùng thôi. Đó là bán 2 triệu là loại kim hàng thường nha anh em. Còn muốn kim hàng Samsung thì cộng thêm 50 ngàn cái phần đó riêng nha. Đây nè, mình mua mấy cặp để cho những anh em nào thích thì mình ấy thôi. Mình để chút mình hàng cho anh em biết thấy cái sự khác biệt. Nói chung là không có sự khác biệt nhiều. Nhưng mà cái độ cứng của kim hàng xịn nó sẽ khác với cái lõi đồng 3 ly này. Cũng như là một cái dây đồng đơn mình ấy ra thôi. Chứ không có gì khác hết đâu. Gia công lại thôi, ở Việt Nam ta bán, ta tay hàng, ta kèm theo á. Còn cái mạch ba xung của bao anh này mình bán 2.250.000. Hôm trước thì mình bán 2.2 triệu. Thì hôm nay cái mạch LED người ta tăng mình sẽ tăng giá theo 50 ngàn. Chứ không có tăng nhiều. Cũng là cái hộp gỗ. Cách chỉnh thì nó rất là đơn giản thôi anh em. Ví dụ này là mình cài đặt nè. Rồi RAM này là kiểu như là cái mình cho nó là cái xung 1 đi. Ủa cái kiểu như cái chế độ 1. Mình để là mình để hàng kẽm 015 này ha. Mình để ghi đây 015. Thật cái như nãy cái 2 mình để hàng kẽm 025 là mình chỉnh nè, 40 và xung 65. Lúc nào 01 này ha, mình sẽ đi vào hướng dẫn đó. Còn cái này thì ví dụ anh em muốn cái như thế nào nữa thì anh em cứ nhấn qua và ấy thôi nè. Cái này dù đang điều chỉnh nè đúng không, mình nhấn vào nè, anh em thấy mũi tên nó re lại đúng không, mình quay ngược nó lại không được, nhấn vô mặt này cũng mình cũng mới. Cái 01 là thời gian, mình cho nó qua đi, một luôn luôn để một nha anh em. Này là 10 B1 B phở nè, 10 mình tăng nó lên là 20 đi, là xung 1 á, 20. Cái này thời gian qua xung 2. Cái này là T2 là thời gian qua, thời gian để hàng cái xung 2 nha anh em, luôn luôn để 1. Để 1 thôi, đừng qua 2 là nó nổ pin à. Giờ mình chỉnh lên thằng này như thằng này mình để 40 thôi, 45 thôi. Ấy da. Sao nó có 30 vậy? Rồi, đè vào. Đó anh em thấy không? Mình muốn chỉnh cái chỉnh ngay cái xung nè, mình quên cái cài đặt cái phần này nữa. Mình có thể đặt lên được luôn nha anh em. Này sao mình cũng quên rồi. Cái này mình có thể đặt tên như ban đầu này, mình chỉnh cái mình cũng quên rồi, tại vì mạch mới nó hơi bị mới á. À mình mũi tên nó ve lại nè, mình chỉnh thử coi. Ý như là hồi này mình để mình mò tính sao đi anh em ơi. Bây giờ mình cài đặt nó nè. Như rồi nè. Để kẽm để mình lưu nhớ để là kẽm 025 á. Nó chỉnh mấy cái này không mất thời gian quá đi. Chỉnh nó về 30 thôi chứ cần chỉ 40 nhiều lắm.
thôi, bắt đầu tiến hành hàng đi, đợi mất thời gian của anh em. Nè, mình đang ví dụ mình hàng kẽm 1, mình để cái mức 1, ý là cái gì, mình cài cái chế độ 1 đó, kẽm 0-15 thì mình giảm cái xung thời gian mình, nó giờ cái xung hàng nó giảm dần. Ví dụ anh em hàng kẽm dày, anh em chỉ cần chỉnh qua là ví dụ thời gian hàng kẽm 0.2/2025 thì mình chỉnh cái thời gian bên đây mình chỉ cần hai nút xây thôi. Ví dụ cái thời gian cái chế độ thứ ba cũng vậy thôi, đơn giản ha. Để mình test nhanh. Đi vào cái thời gian cái chế độ 1. Bao chắc anh em 0.2 hay gì mình cũng dứt hết. Nói chung kẽm 0.3 thì ở đây thì ít bao giờ có lắm. Ví dụ anh em muốn hàng cực dương này nọ thì anh em hàng kẽm 0.2 anh em chập đôi rồi. Đây là kẽm 0.2. Mấy cái kẽm này không biết kẽm 1. Đây là kẽm 0.15. Mình hàng hai cái cho anh em xem. Cái nào anh em quan tâm thì anh em chú ý xem kỹ ha, cái nào không quan tâm thì mình bỏ qua giùm, mình cảm ơn nhiều luôn. Đó, hàng một nháy một thôi là kẽm 0.15 là nó ấy rồi. Không thể gỡ đâu nha anh em, không thể gỡ nha. Bây giờ mình chỉnh qua không mức thứ hai. Thời có cái chế độ 2 đó là nó mạnh hơn nè. Hai cái dấu nó rõ nét rõ ràng luôn nha anh em. Đó anh em thấy không? Mình làm nói chung là mình cũng tốn cái công sức và nghiên cứu, ví dụ cũng đầu tư coi như là tiền học phí cũng khá nhiều trên những sản phẩm này đó nha anh em, chứ không phải là làm một lần là xong đâu. Bao mấy cái dây đồng mà còn quấn miếng áp mình để giờ mình gia cố mấy cái mặt thôi đó. Mối hàng cực đẹp luôn, trắng bóc. Nói chung là không thể gỡ đâu anh em, không thể gỡ nha. Rồi qua nhanh, 2.250.000 chuyển khoản mình bao phí, bảo hành 3 tháng, qua nhanh. Mạch mới, mạch led chứ không có kìa, cái công sức thì không có gì khác, với lại cái chế độ chỉnh nó hơi khác tí xíu, giờ từ từ mình sẽ quen. Anh em mua thì mình sẽ gửi clip hướng dẫn riêng, còn con này là 2 triệu là chưa kim hàng thường nha. Còn anh em muốn mua kim hàng thường, mua kèm xịn này của Samsung này thì mình mua lại thôi của người ta thôi, chứ mình không có sản xuất được cái này. Thì nói chung là kim xịn, người ta nói là kim Hàn Quốc với LG, không gì Samsung với LG á, là còn hàng hãng á nha anh em. Nó sẽ cứng, đồng nó sẽ là cứng hơn. Độ chịu nhiệt tốt, mình sử dụng thì mình cũng rất là thích đó. Nè, nó dài chỉ 3cm thôi. 3cm thôi, nó làm cái kim lịch tâm. Đó, lịch tâm. Cái này là mình gắn lên, mình để mình sử dụng nha. Mình tháo lại nha, giá 2 triệu mình tháo lại. Còn thêm 50 ngàn thì lấy luôn cái kim này. Cái tay hàng này mình khác nữa. Cái tay này chủ yếu mình mua mình dùng, cũng cái nào dùng cũng được thôi. Đây là cái chế độ này mình dùng bao lâu nay. Để cho anh em xem. Chắc chắn và cố luôn. Đây, kẽm 0.15 cũng dính, mà kẽm nào cũng dính, 0.2 cũng dính, trắng tinh. Để sử dụng thường xuyên thì anh em cũng nên lau kim lại. Đây, hôm nay cái camera mình nó xuống cấp hay sao rồi à. Anh em nghĩ như thế này là mình có thể gỡ ra hay không ha. Làm chất lượng lắm nha anh em, chứ không phải là chơi chơi đâu. Cũng tốn tiền dữ lắm về cái mảng này đó, chứ không phải là đùa đâu. Một phát một là dính. À, có kiểu mà trước thì mấy cái mạch tàu kia, mạch kia thì cảnh không được có sung, sau này là nâng cấp lên hết rồi. Đó, nó lúng sâu ghê không. Mình hàng mà đóng pin cho anh em á, mình chỉnh cái chế độ nhiều khi mình chỉnh cao quá lên 50 là nó thủng pin hoài, mình gỡ hoài luôn anh em. Quả pin ví dụ anh em đóng C6 5D, quả pin nó tới tiền triệu là trên lũng đít mà coi như mình lỗ á. Mình phải tháo ra mình bỏ. Đó, con này 2 triệu nha, kim hàng thường. Con này 2.250.000 kim hàng thường. Kim hàng xịn thì cộng thêm 50.000. Mình cho thêm như cặp kim này, cặp kim zin đó mình cho kèm theo về cho anh em dự phòng luôn nữa, cho anh em dùng coi sự khác nhau như thế nào. Đây là kim hàng zin của cái máy này, cái máy hàng 2 triệu, nó hay làm 2cm à. Còn cái này của mình nó tới 3cm, mình cắt đi cái đầu nhọn thôi. Luôn luôn mình để màu đầu bằng anh em, để đầu bằng. Tại cái máy hàng mình nó đủ mạnh rồi, cái anh em mài kiện bỏ cắt đầu như thế này.
đầu nhọn như thế này thì sẽ hàng thủng pin nha. Trước khi vào công việc thì anh em nên thử và bằng những cái quả pin chết trước rồi mình mới đi vào việc nha. Và điều đặc biệt nữa là không được nạp no pin trước khi hàng. Không được nạp no pin, lý do vì sao? Nếu anh em nạp no pin hàng với dòng cao nó qua điện, khả năng nó kiểu như là cháy nổ, nó tỷ lệ có chứ không phải là không nha anh em. Cho nên lúc nào nhà sản xuất lúc pin nó xuất xưởng là tầm ở 3.5 hoặc 3.6, tôi nói 3.7 ha, không bao giờ nó nằm ở điểm áp trung bình. Cái đó một cái kỹ thuật trong cái công việc ngành pin này anh em phải thuộc lòng, đừng có sơ sót. Và pin tàu thì mình không đảm bảo, thì nói chung là đít pin của tàu thì nó sẽ mỏng hơn những quả pin xịn. Pin nào chất lượng thì mới gọi là cái đít pin nó tốt. Như này pin can, mình lý do này mình làm mạch miễn vì xả cạn mà, chứ không phải là mà cái nào nó tuyệt đối đâu anh em. Tâm phát như một, chung là bao chắc và bao anh em sử dụng kẽm 0.2025 lợi dứt sạch. Nhớ là lưu ý cái cách chỉnh thời gian là luôn luôn để một nha. Rồi thôi, cái clip này cũng hơi dài rồi đó nha anh em. Một đống đồ này nói chung mình phải xử lý một mình, cho nên thời gian mình quay clip và diễn tả nó hơi bị nhiều. Anh em nào mua thì quan tâm cái nào thì xe mình xem cái đó thôi, chứ còn mình bán là mình phải diễn tả kỹ để khỏi cái chung có sai sót. Ví dụ như lúc trước mình có pin thì dù có mấy cái rô pin trước thì mình có nói là có cắn có mớp, mà nhiều khách còn nghe bỏ ngoài tai, cho nên nhận hàng rồi nó chê trách mình. Mình vẫn chấp nhận lại, đừng mình không có để cho anh em mất tiền, rồi cuộc sau đó là mình chia tay cuộc tình luôn. Đó, xài sang như tay luôn nha anh em, VTC5A và VTC4. Thôi, cuối clip thì mình nhắc lại để cho anh em rõ về cách thức hơn. Giá bán lẻ là 45.000, mua một khối với hình thức chuyển khoản là mình sẽ giảm có 2.000, mua một khối bịch Scott đó thì mình giảm cho 1.000. Không giảm nữa, mua anh em mua code không giảm, coi như giảm đi mà 1.000, 30.000 coi như là tiền ship ha, không bao ship, nhưng mà mình giảm trực tiếp trên sản phẩm. Còn anh em mua với hình thức chuyển khoản thì mình mua tiếp, mình sẽ giảm dần, chỉ có mấy trăm sale thôi. Mình tiếp tục mình sẽ về nữa nha, tại nó về nhỏ giọt. Anh em tranh thủ mua nhanh để dành mà dùng, hoặc anh em thợ mua về đóng cho khách, đảm bảo 10 người quay lại 9 người, còn lại một người là thằng khùng. Thằng khùng như cái nó đòi cái, tại vì trong quá trình bán mình gặp bao nhiêu con khùng lắm anh em, biết sao không? Nó không biết là pin là pin tháo khối và pin chưa sử dụng. Pin tháo khối thì đương nhiên cái dấu kẽm thì một đứa trẻ em nó nhìn cũng được, còn một cái pin mà pin mới vết hàng kẽm người ta không có mà nó nói mà pin mình tháo khối, mới chán chê chỗ đó. Rồi, cảm ơn em đã xem clip này nha, xin chào và hẹn gặp lại.